các bạn vừa nghe một đoạn trong tác phẩm của Fovita. Đấy, thì mình sẽ đánh qua một tí thế. Trong cái đàn này thì đây là một cái đàn C550 của hãng Bader, guitar Bader C550. Ở cái cây C550 này các bạn thấy có gì đặc biệt không? Rồi, nó sẽ đặc biệt hơn cây khác, đó là được làm từ gỗ đẹp các bạn nhé. Đấy, lưng hông của cây này được làm từ gỗ đẹp này. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là các bạn mẫu đàn guitar cao cấp của guitar Bader thì chủ yếu các mẫu 5 triệu đổ lên mới có gỗ đẹp nhé. Gỗ đẹp là một gỗ đàn cho tiếng đàn nó ấm, nó hay hơn là gỗ hồng đào các bạn nhé. Đấy. Mặt được thì là vẫn là mặt Sitka tối màu, các bạn nhìn đấy, rất là đẹp. Đấy. Okay.